Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 16 tháng 5, cựu thủ tướng Campuchia Hun Sen thúc giục chính phủ nước này dưới sự lãnh đạo của thủ tướng Hun Manet bắt đầu xây kênh đào Phù Nam Techo càng sớm càng tốt để làm phương tiện vận chuyển bằng đường thủy. Theo tờ Khmer Times, ông Hun Sen hiện là chủ tịch thượng viện Campuchia cho rằng việc khẩn trương xây dựng kênh đào Phù Nam Techo là để tính đến nền kinh tế quốc gia cũng như là chấm dứt dư luận liên quan kênh đào này. Ông Hun Sen nói: "Tôi muốn đưa ra ý kiến với chính phủ hoàng gia về dự án kênh đào Phù Nam Techo. Hãy mở rộng công trường xây dựng càng sớm càng tốt, không cần phải chờ đợi nữa. Chúng ta phải nghĩ về nền kinh tế của mình, chúng ta phải nghĩ về nền độc lập dân tộc của mình." Cựu thủ tướng Campuchia cũng cho rằng kênh đào Phù Nam Techo sẽ giúp tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường cho các sản phẩm của Campuchia bằng cách giảm chi phí vận chuyển. Đồng thời, kênh đào này sẽ đóng vai trò là hệ thống thủy lợi ở phía tây nam Campuchia. Ông Hun Sen cũng khẳng định kênh đào Phù Nam Techo sẽ giúp gia tăng sản lượng cá và nuôi trồng thủy sản, đặc biệt giúp giảm lũ lụt cho Campuchia. Ngoài ra, ông Hun Sen cũng nói rằng kênh đào Phù Nam Techo cũng sẽ đóng góp cho du lịch và người dân sẽ được hưởng lợi từ nó. Về vấn đề kênh đào Phù Nam Techo, hôm ngày 9 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết những thông tin mà Việt Nam có về kênh đào Phù Nam Techo cho đến hiện tại chưa đủ để đánh giá về tác động của dự án này. Bà Hằng cũng nhắc lại phát biểu của mình hôm ngày 5 tháng 5. Việt Nam mong muốn phía Campuchia phối hợp với Việt Nam cũng như là các nước trong Ủy hội sông Mekong chia sẻ đầy đủ thông tin về dự án, đồng thời tiếp tục đánh giá tác động chi tiết của dự án này đến tài nguyên nước cũng như là môi trường sinh thái của khu vực tiểu vùng sông Mekong. Các nước cũng cần đến các biện pháp quản lý chung và dài hạn để đảm bảo lợi ích của các quốc gia ven sông, quản lý sử dụng hiệu quả bền vững tài nguyên nước sông Mekong. Cũng theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Việt Nam luôn ủng hộ, vui mừng và đánh giá cao về những thành tựu mà Campuchia đã đạt được trong thời gian qua. Đối với dự án kênh đào Phù Nam Techo, Việt Nam rất quan tâm và tôn trọng lợi ích chính đáng của Campuchia theo tinh thần của Hiệp định Mekong năm 1995, phù hợp với các quy định liên quan của Ủy hội sông Mekong và quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Hôm ngày 7 tháng 5, báo chí Campuchia dẫn lời Phó Thủ tướng Campuchia Sinh Cha Thót cho biết nước này không nên là trách nhiệm chia sẻ thông tin chi tiết về dự án kênh đào Phù Nam Techo cho Việt Nam, cả chính thức và không chính thức. Ông cũng nói kênh đào nhân tạo này sẽ đi vào vận hành chỉ có lưu lượng 5 mét khối trên giây, tương đương 0,053% lưu lượng dòng Mekong. Như thế, kênh đào Phù Nam Techo thậm chí còn góp phần giảm nhẹ lũ lụt ở miền Nam Việt Nam, theo Phó Thủ tướng Campuchia Sinh Cha Thót. Về vấn đề này, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều nay ngày 9 tháng 5, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết những thông tin mà Việt Nam có về kênh đào Phù Nam Techo cho đến hiện tại chưa đủ để đánh giá về tác động của dự án này. Bà Hằng cũng nhắc lại phát biểu của mình hôm ngày 5 tháng 5, Việt Nam mong muốn phía Campuchia phối hợp với Việt Nam cũng như các nước trong Ủy hội sông Mekong chia sẻ đầy đủ về thông tin dự án, đồng thời tiếp tục đánh giá tác động chi tiết của dự án này đến tài nguyên nước cũng như là môi trường sinh thái của khu vực tiểu vùng sông Mekong. Các nước cũng cần đến các biện pháp quản lý chung và dài hạn đảm bảo lợi ích của các quốc gia ven sông, quản lý sử dụng hiệu quả bền vững tài nguyên nước sông Mekong. Cũng theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Việt Nam luôn ủng hộ, vui mừng và đánh giá cao về những thành tựu mà Campuchia đã đạt được trong thời gian qua. Đối với dự án kênh đào Phù Nam Techo, Việt Nam rất quan tâm và tôn trọng lợi ích chính đáng của Campuchia theo tinh thần của Hiệp định Mekong 1995, phù hợp với các quy định liên quan của Ủy hội sông Mekong và quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước. The Khmer Times dẫn lời Phó Thủ tướng Campuchia, ông Sinh Cha Tho, ngày 7 tháng 5 rằng Campuchia đã làm tròn nghĩa vụ thông báo cho Ủy ban Liên hợp của Ủy hội sông Mekong, MRC, về dự án xây dựng kênh đào Phù Nam Techo, Phù Nam Techo vào 8 tháng 8 năm 2023. Phó Thủ tướng Sun Chan Tho viên dẫn Hiệp định Mekong năm 1995 quy định rằng các hoạt động ảnh hưởng đến các nhánh của sông Mekong, bao gồm cả Tonle Sap, biển hồ, phải được thông báo cho Ủy ban Liên hợp của Ủy hội sông Mekong. Campuchia có nghĩa vụ thông báo cho Ủy ban Liên hợp biết trước khi tiến hành xây dựng và không bắt buộc phải tham vấn trước hoặc phải có thỏa thuận cụ thể từ các nước thành viên MRC, ông Sun Chan Tho nói. Ông Sun Chan Tho nhắc lại lập trường của chính phủ Campuchia rằng
Phnom Penh không lơ là trách nhiệm chia sẻ thông tin chi tiết về dự án cho Việt Nam, cả chính thức và không chính thức. Nếu các vị cần thông tin đó, vui lòng yêu cầu MRC cung cấp thông tin, ông Sinh Cha Tho nói. Ông Sinh Cha Tho cũng giải thích về lo ngại kênh đào này có thể làm giảm lưu lượng nước sông Mekong. Theo ông Sinh Cha Tho, dự án chỉ cần 5 mét khối trên dây, tương đương 0,053% lưu lượng sông Mekong. Và cũng nói rằng, khi kênh đào đi vào hoạt động, sẽ góp phần giảm nhẹ lũ lụt ở miền Nam Việt Nam. Ông Hun Manet, Campuchia quyết tâm xây kênh đào Funan Techo. Phát biểu tại tỉnh Ta Keo, ngày 11 tháng 4, Thủ tướng Campuchia ông Hun Manet bác bỏ các quan ngại xoay quanh siêu dự án kênh đào Funan Techo, tái khẳng định kênh đào này sẽ thúc đẩy nền kinh tế Campuchia và không gây ra mối đe dọa an ninh nào cho các quốc gia khác. Ông Hun Manet cho biết kênh đào Funan Techo được xây dựng vì lý do kinh tế. Theo tờ Khmer Times, theo ông Hun Manet, hơn 40 chuyên gia đã cùng nghiên cứu trong suốt 26 tháng qua để thiết lập công nghệ ngăn nước biển xâm nhập vào sông Mekong từ con kênh. Dự án kênh đào Funan Techo được thống nhất sẽ khởi công vào cuối năm nay và sẽ mất 4 năm để hoàn thành. Chi phí xây dựng kênh đào là 1,7 tỷ đô la Mỹ và sẽ được Tổng công ty cầu đường Trung Quốc CRBC tài trợ. Dự kiến kênh đào Funan Techo sẽ dài 180 km và đi qua các tỉnh Khandan, Ta Keo, Kampot và Kép. Ông Hun Manet nói thêm rằng kênh đào này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển container, giảm thời gian đi lại và giảm chi phí vận chuyển hàng hóa. Chính phủ Campuchia tuyên bố rằng kênh đào này sẽ không có tác động tiêu cực đến môi trường hoặc sinh thái, cũng như đảm bảo rằng dự án sẽ không ảnh hưởng đến dòng chảy của sông Mekong. Đề cập quan ngại tàu chiến Trung Quốc có thể sử dụng kênh đào này, Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh kiên quyết phản đối mọi hành vi sử dụng Campuchia làm bệ phóng cho hành vi gây hấn chống lại bất kỳ quốc gia nào khác. Việt Nam rất quan tâm dự án kênh đào Funan Techo của Campuchia. Ngày 5 tháng 5, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những phát biểu gần đây của phía Campuchia về việc triển khai dự án kênh đào Funan Techo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia trong chính sách đối ngoại của mình. Mong muốn quan hệ hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước. Lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước đã khẳng định truyền thống lịch sử quan hệ đoàn kết gắn bó Việt Nam-Campuchia là nhân tố hết sức quan trọng, là nguồn sức mạnh to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập trước đây cũng như công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước ngày nay. Việt Nam luôn ủng hộ, vui mừng và đánh giá cao về những thành tựu Campuchia đã đạt được trong thời gian qua. Đối với dự án kênh đào Funan Techo, Việt Nam rất quan tâm và tôn trọng lợi ích chính đáng của Campuchia theo tinh thần của Hiệp định Mekong 1995, phù hợp với các quy định liên quan của Ủy hội sông Mekong và quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Chúng tôi mong rằng Campuchia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước trong Ủy hội sông Mekong, chia sẻ thông tin, đánh giá đầy đủ tác động của dự án này đối với nguồn nước, tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực tiểu vùng sông Mekong, cùng các biện pháp quản lý phù hợp nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông, quản lý sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn nước và tài nguyên nước sông Mekong, vì sự phát triển bền vững của lưu vực, tình đoàn kết gắn bó giữa các quốc gia ven sông và tương lai của các thế hệ mai sau. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!